đi, đi lại xe đạp. Ủa, con mới chịu rồi. Mẹ, mày cho tao đụng mày chết luôn mày rồi. Mày quay nữa, mày khoe. Nhưng mà mày khoe. Trời. Ủa, sao bánh dẻo lại bị thu? Không, ý là mình đấy bị thu hết sạc cân rồi, bán lần thứ hai. À, mẹ con nè, ở nhà mẹ con 5 dẻo cái. Vậy bây giờ mày đi, mẹ cứ bán đi rồi công an bắt phạt 500 là được cái bánh dẻo rồi. Cũng được ha. Đi về nhà lấy cái đủ mấy chỗ bán được gì đã mất mẹ 2 tuổi rồi. Yêu ơi, chị yêu của em ơi. Chị yêu ơi. Chị đây. Ra đây. Ra đây nói nhỏ nhỏ được không? Được. Em có đang thiếu bánh gì không? Em chứ chị ơi. Chị có hai cái bánh nào, không lấy cái bánh nào? Nói nè. Thôi. Yêu em đây, năn nỉ á. Gì vậy? Năn nỉ á. Trời ơi. Chị quá à. Thôi, đứng dậy đi, nhanh lên. Ơi. Nói làm gì vậy? Đứng dậy, nhanh lên. Đứng dậy, người ta tưởng chị bắt đè bây giờ. Xin bánh đè. Người ta có đủ bánh rồi nè. Trời ơi, thấy gì kia đè, thằng người ta đè. Không. Sao tặng thầy? Đây, à. Thầy đây, trời ơi. Nhưng mà hồi nãy mới bị công an bắt gì kiếm bánh đó. Trời, ui dồi, nhiều như vậy. Đâu, cho coi thử thầy. Không. Thầy xe ra đi. Ý là cho coi, không có lấy, không có lấy. Bánh gì, coi bánh gì. Coi thử thôi, không có lấy thề hứa. Cho coi đó. Trời, thôi chị ta đi. Cho người ta có 3 cái bánh cùi bắt. Giờ cho này mỗi người 1 bánh. Ha. À. Ủa? Mẹ đâu rồi? Cái gì? Quý vậy? Chị hỏi em là em cần bánh gì mà chị cho, là chị đang cần những bánh mà. Hồi nãy cho người ta có 4 cái bánh ghẻ à? 4 cái hồi nào? Chị cho em cái bánh matcha với lại bánh hộp cổng mà. Bánh hộp cổng là ở rải hè, còn bánh matcha là phải quét nhà mới ra. Đúng! Cho người ta 1 cái bánh matcha, 2 cái bánh hộp cổng, rồi cho em trai với người 30 cái bánh. Nghĩ đi! Trời ơi, nó có 3 cái à. Mà lấy cho nó người khác cho. Lấy người ta nhìn vô đó, người ta thấy 9 bánh, rồi 7 bánh, tùm lum la. Đâu ra? Người ta thấy rõ ràng, người ta mở cốp ra, người ta thấy chứ bộ. Dạ, hỏi nó đi. Mắc công người ta là bánh trung thu đậu mấy người. Dạ, hỏi nó đi mấy cái. Nãy thầy kêu quá, chị bánh luôn kìa. Chị hỏi em á là em muốn bánh gì để chị kiếm cho. Em không trả lời, không có kêu lại cho bánh gì. Chị cho nó luôn 3 cái. Người ta chỉ làm 1 cái bánh để tặng chị thôi. Người ta làm 1 hộp bánh người ta tặng chị. Rồi tự nhiên chị cho em bánh nữa làm gì. Người ta có cần nữa đâu. Xong rồi cho thầy bảy hết luôn. Hết đâu mà hết. Đúng là ngày mai cho. Đúng là hả, cái gì ngày mai thầy cưới chị rồi. Chị cưới thầy rồi. Đi luôn đi, đi làm cô giáo của người ta luôn đi. Năm đó làm gì, không khi người ta đi là bán đi kiếm bánh cho mấy người ta bị công an bắt còng như cái cổ người ta này đánh đập hỏi mày khai đi không, mày khai năm mày đi kiếm đi mày đi làm cho bẩn tưởi đê hèn nó dài không. Thì nếu mà người ta chạy nhanh chi cướp, có nghĩa là người ta đang chi cướp, mà người ta đang chi cướp thì cái việc qua và đó là không, gọi là không không đáng có. Không, giải thích luôn. Em chui thôi. Trời ơi, vậy đó. Là thừa nhận cho thầy 70 cái bánh luôn. Thì em vừa sửa từ đây. Thế nào? Cái gì vậy? Vậy là đúng rồi, vậy là thương thầy 7 hơn thương tôi rồi. Tội nghiệp em quá. Anh sẽ kêu tất cả các bạn thầy bảy hơn đúng là gia đình của mấy người chia buồn cùng em nhiều. Ai da, đánh không bỏ. Bỏ ơi, nhưng là đi bỏ bỏ có gì hả? Thương thầy thôi. Lúc nào cũng thương thầy thôi. Chị hỏi là cái
cái bỏ. Nhưng đúng cái bỏ giờ đó. Hỏi người ta thương ai nhất đi, người ta trả lời cho nghe. Hỏi đây. Thương thầy nhất thì nói đây. Có thương gì người ta đâu, người ta ra đường xe tung chết người ta luôn. Không là Evin thì cũng là cô bồn mặt cười Ebon Afai. Mọi thứ trừ việc chị ngoại tình. Chết mẹ chứ. Tình cảm này không phải em mà là chị tự mình hủy nó. Em yêu chị nhưng em không thể tha thứ. Bao nhiêu năm bên nhau bây giờ là dấu chấm hết cho tất cả. Tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Cái gì à, chị kêu chị gái này gọi nó bảo hiểm ra thích không khí bình thường. Em bị phá là cho cái bọn nó bảo hiểm này à. Em người ta đi xe đua không ơi, người ta đi xe đua cái gì. Thích thở cái gì. Ai ai bên đường kìa. Anh thấy kìa một con kia không? Cái đó là cái con anh nên bắt á. Anh thấy không? Không sai mối gì. Không sai mối người khác nhà chị gái. Sao chị ghét em vậy? Em
không làm gì đâu mà chị ghét em. Có đây không? Chị hết thương em rồi, chị thương thì phải á. Không bổ. Bỏ lên! Ôi chết chết rồi! Bỏ mày! Tôi xin lỗi! Bỏ mày! Bỏ người ta nữa rồi đó. Cứ bỏ hoài.
đang đeo khẩu trang không thấy đúng không? Không cười hết á. Có cười. Thầy rất là nghiêm túc. Có cười. Đi rồi, đang bình thường. Cái miệng đang ngoác tới mang tai đúng không? Không. Có. Đang rất là bình thường. Có, không em nghe hết. Giọng chị mắc cười lắm. Không, chị không có mắc gì mắc cười hết á. Vậy hả? Ừ. Vậy chứ làm gì chị mới cười? Không có làm gì để cười hết. Cho cái bánh hộp bánh trung thu nữa nha. Rồi, không ăn bánh gì đâu. Ăn hết cái bánh đó, mập lắm rồi. Vậy, cho cái gì mới cười? Cho tiền cuộn nha. Mỗi ngày đi cày 500 tiền cuộn cho chị tiền cuộn nha. Cày đi. Thấy chưa? Cười rồi thấy chưa? Cười rồi thấy chưa? Em biết mà. Cày đi. Cười rồi đúng không? Cày đi. Thôi, thấy cười rồi đâu phải cày gì nữa đâu. Cày đi. Cười rồi. Cày đi. Có 500 nữa có nhiêu. Cày đi. Thưa, cười rồi. Cười là thua rồi. À, người thua phải yêu người thắng. Gặp một. Không có cười. Tôi không cười. Có, để cười rồi. Người thua phải yêu người thắng một ngày. Ngày mai được không? Cái gì? Ngày mai được không? Ngày mai yêu em được không? Còn 7 ngày đó, gác chịu đi. Cái gì 7 ngày? Còn 7 ngày đó. 7 ngày gì? Đó, không biết, còn 7 ngày đó. Ủa rồi, sao cái xe mình đâu ta? Ủa sao vậy? Đây là số 7. Giờ hôm nay nữa là trừ là số 6 rồi. Từ từ, để đếm coi tháng này nhiêu ngày đó. Ủa? À, 3 ngày nữa, 7 ngày nữa đúng rồi, vậy hết tháng nha. Ờ, sắp hết tháng. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, cho mẹ này nè, mẹ tỉnh dậy đi cho mẹ này nè. Uh-huh. Ra đây mẹ, ra đây. Ủa, ai đây ta? Ai hỏi em đây mày? Mẹ ra đây, nhanh, cho mẹ này gấp gấp gấp. Ủa bà hả? Tao không có lấy đâu. Ba bị lấy, hấn chìm rồi. Bà. Ba gì á? Ủa bà trên hồi dưới vậy, bà trên. Trời ơi. Thấy chưa, nè em cũng thấy bà dưới. Đây, con hỏi bà cái nha. Sao vậy? Đây. Có lẽ hỏi gì vậy? Ờ... Lâu rồi con gái bà không cho bà gì đúng không? Thực ra là bà cũng đâu có cần cái gì của nó đâu nè. Nè, mặc cho kê, bà kê. Muốn cái gì vậy? Mẹ ấn pick up đi. Đây nè. Ủa, bà cũng chào nhanh động xanh. Ghê vậy? Biết là bà ở trong gia đình này bà cũng không được đối xử tốt cho lắm đâu. Thỉnh thoảng gặp bà cũng tới gì con chó đó thôi. Bà yeah. Nha. Yeah, có bà thích nhưng mà bà đang muốn tự làm cái bánh cơ. Bà vừa lúc nãy bà chưa kịp bấy bà đã bị khóc rồi. Được bà. Ông ba. Leo, ta được ôm, ta được ôm, còn đứa không được ôm kìa. Ê, nhưng mẹ cho con cái bánh matcha nữa đây. Cái gì? Cả nhà cả cửa tao có cái bánh matcha, mày lấy của tao nữa rồi tao kiếm ở đâu? Hồi nãy mẹ con đi. Ủa, em Vĩnh nhận kìa. Em Vĩnh dừng lại đây. Em Vĩnh đi đâu vậy? Có bổn đâu. Thôi, cả gia đình đi chơi nha. Bye bye mẹ. À, lộn. Bye bye. Chạy. Bye con về nha. Đi nghe. Bye. Rồi, đi chơi nha. Thua thì yêu người ta một ngày á. 7 ngày nữa yêu người ta một ngày nha. Bla 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 nha. Bla 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 bla. 7 ngày nữa yêu người ta một ngày nha. Đợi. Ủa mẹ ơi, trong xe con đâu rồi? Trong có kìa, đi ở đây lấy cái khóa cái xe đây, đâu. Đâu. Chở mẹ đi bằng chiếc đó luôn.